Hai cô gái, hai cuộc sống đối lập nhau, hai cá tính hoàn toàn khác hẳn. Và rồi một ngày đẹp trời, tai nạn bất ngờ xảy ra. Linh hồn bị hoán đổi cho nhau, họ phải đối mặt như thế nào khi hiểu lầm ngày càng sâu sắc? Hồi hộp, bất ngờ, thú vị. Phim truyện mới Linh hồn bị đánh tráo phát sóng lúc 19 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2011 trên Today TV.